Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn được coi là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Quản Bạ. Bằng nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của nhà nước cùng với nguồn lực huy động từ xã hội hóa, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các bậc học đã được chú trọng đầu tư, theo đó chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt. Đến với trường tiểu học Tam Sơn mới thấy hết được ý nghĩa trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nơi huyện nghèo Quản Bạ. Sau một thời gian nỗ lực thực hiện, năm 2009, trường tiểu học Tam Sơn đã trở thành trường đầu tiên của huyện Quản Bạ được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Giờ đây, với cơ sở vật chất khang trang, chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt và trường được đánh giá thuộc top đầu của các trường trên địa bàn huyện. Trường có 42 giáo viên đều đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 81% trên chuẩn. Trường cũng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên. Nhờ vậy, trường đã có 5 thầy cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 11 thầy cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp huyện và không có giáo viên yếu kém về chuyên môn. Chất lượng giáo dục theo đó cũng được nâng lên rõ rệt. Hàng năm tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm trên 55%, tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 98%. Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp trường cũng có học sinh tham gia và đạt giải cao. Ngay từ đầu năm học, tôi được nhận lớp học, tôi đã phân loại các em học sinh ra từng đối tượng và xây dựng kế hoạch cụ thể theo năm, theo học kỳ, theo tháng, theo tuần và để bồi dưỡng phụ đạo cho từng đối tượng học sinh đó. Ngoài ra tôi còn thường xuyên phối hợp với lại phụ huynh học sinh để thúc đẩy học sinh học tập ở nhà cũng như ở trường để đạt kết quả cao. Từ sự hỗ trợ của nhà nước và nguồn lực xã hội hóa, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang. Trên diện tích hơn 9.000 m², có 3 dãy nhà xây 2 tầng đã đáp ứng đủ 26 phòng học cho trên 580 em học sinh và phòng làm việc cho các giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trường còn bố trí các phòng học chức năng và một nhà tập đa năng với các trang thiết bị được trang bị đảm bảo theo các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Để tạo một sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, nhà trường còn xây dựng các thư viện di động, thư viện xanh dưới những bóng cây râm mát, từng trang sách báo được lật mở vừa đem lại những phút giây thư giãn, vừa đưa đến cho các em học sinh những thông tin bổ ích. Nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhà trường đã duy trì được các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2009 đến nay và trường đang hướng tới mục tiêu trong năm 2015-2016 sẽ được công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Trong cái quá trình xây dựng trường chuẩn thì thực sự là chúng tôi cũng có nhiều cái thuận lợi cũng như là cái khó khăn riêng của nhà trường. Chúng tôi cũng nhận được cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ phía ngành giáo dục cũng như là chính quyền địa phương đã ủng hộ giúp đỡ nhà trường trong suốt cái thời gian xây dựng trường chuẩn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn có một cái nguồn lực nữa, đó là cái hội cha mẹ học sinh của nhà trường cũng góp phần rất là lớn trong cái quá trình xây dựng trường chuẩn. Và cũng được đa số các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh trong nhà trường hết sức là ủng hộ và trách nhiệm để cùng đồng hành với nhà trường xây dựng cái trường chuẩn. Từ những kết quả đạt được ở trường tiểu học Tam Sơn, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã được ngành giáo dục huyện Quản Bạ chú trọng thực hiện ở nhiều đơn vị trường học trên địa bàn. Hiện nay, trường trung học cơ sở Đông Hà, một trong những đơn vị đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm 2015. Năm 2013, bắt đầu xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các tiêu chí để công nhận trường chuẩn quốc gia, nhà trường đã gặp không ít khó khăn như cơ sở vật chất nghèo nàn, trang thiết bị giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Học sinh của trường chủ yếu là các em dân tộc thiểu số nên trình độ nhận thức chưa đồng đều, tỷ lệ học sinh yếu kém chiếm tỷ lệ cao. Trước tình hình đó, bên cạnh tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước, nhà trường đã huy động nguồn lực xã hội hóa, góp công góp sức để xây dựng các tiêu chí, trong đó chú trọng đến những tiêu chí về cơ sở vật chất. Thì ngay khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban huyện cũng như phòng giáo dục, thì nhà trường đã tích cực đưa ra những kế hoạch chủ động trong công tác xây dựng cơ sở vật chất cũng như là nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Và đến thời điểm hiện tại thì về cơ sở vật chất thì cơ bản là đã hoàn thiện được trên 90%. Còn về chất lượng giáo dục cũng như là các tiêu chí
thì đều đảm bảo theo đúng như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 3 năm thực hiện, về cơ sở vật chất, trường đã có căn nhà xây 2 tầng và đủ phòng học cho 5 lớp với 138 học sinh và phòng làm việc của các giáo viên. Ngoài ra, trường cũng đã bố trí được một lớp học dành cho môn tin với khoảng 20 máy, đáp ứng mỗi em học sinh là một máy tính trong mỗi tiết học. Hiện nay, trường Trung học cơ sở Đông Hà có 12 giáo viên, thì có đến 11 người có trình độ đại học và một giáo viên có trình độ cao đẳng. Có đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn trở lên, cùng với việc nhà trường thường xuyên chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua như trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào hai tốt. Vì vậy, chất lượng giáo dục đã từng bước được nâng lên. 3 năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh khá giỏi luôn chiếm hơn 40% và không có học sinh yếu kém. Nếu như trước đây, việc tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh chỉ là theo phong trào, thì 3 năm học vừa qua tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đều có học sinh tham gia và có ít nhất là một học sinh đạt giải. Đến nay, trường Trung học cơ sở Đông Hà đã đạt 90% các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Để chuẩn bị cho các cái nội dung lên trường chuẩn thì thứ nhất là giáo viên phải thường xuyên tự trau dồi, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, tham khảo các tài liệu. Rồi là hiện nay thì với phương pháp đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học thì có sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy để đạt hiệu quả cao hơn nữa. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những mục tiêu hàng đầu của ngành giáo dục huyện Quản Bạ. 5 tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý nhà trường, đội ngũ giáo viên và nhân viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị, xã hội hóa giáo dục là những nội dung chính khi xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, vào đầu các năm học, phòng giáo dục đã định hướng cho các đơn vị trường học nâng cao chất lượng giáo dục từ nhiều năm trước. Xây dựng trường chuẩn ở một huyện nghèo nên các đơn vị trường học gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện tiêu chí thứ tư về quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học. Do đó, nhiều năm qua, ngành giáo dục đã tham mưu cho các cấp chính quyền hàng năm ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng tập trung kiên cố hóa và hiện đại hóa. Là để đạt được cái trường chuẩn thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch từ đầu năm của năm 2014. Kế hoạch để đạt chuẩn thì rất nhiều năm, nhưng đến năm 2014 là nhà trường đã có kế hoạch để xây thêm cái cơ sở vật chất. Thứ nhất là xây thêm phòng học và các cái phòng chức năng với lại cái bếp ăn một chiều để cho các cháu. Và khi nhà trường đã có kế hoạch thì đề xuất lên cấp trên thì cũng đã được cấp trên có kế hoạch và đến thực tế ở trường để khảo sát và cũng đã quy hoạch đất cho nhà trường. Hiện nay, huyện Quản Bạ đã có 9 trên tổng số 40 đơn vị trường học được công nhận là trường chuẩn quốc gia cấp độ 1 ở cả 3 bậc học. Theo lộ trình, cuối năm 2015, huyện sẽ phấn đấu có thêm 2 trường là trường Mầm non Đông Hà và trường Trung học cơ sở Đông Hà được công nhận là trường chuẩn quốc gia, nâng con số trường đạt chuẩn lên 11 đơn vị, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Trong những năm tiếp theo, ngành giáo dục Quản Bạ sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục có những cơ chế hỗ trợ để xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các đơn vị trường học trên địa bàn. Phấn đấu là đến năm 2020 là sẽ có khoảng 16 trên 40 đơn vị là của các bậc học là trên địa bàn huyện Quản Bạ là sẽ đạt chuẩn quốc gia. Thì trong đó thì tập trung hiện nay là ưu tiên về cái khó khăn nhất là cái xây dựng về cái hạ tầng cơ sở vật chất cho các trường học, các phòng chức năng. Thì căn cứ vào đấy thì phòng đã có chủ trương là tham mưu cho huyện là ưu tiên cho những cái xã mà hiện nay là đang tập trung cho xây dựng nông thôn mới, ưu tiên là sẽ xây dựng những đơn vị này. Thì hiện nay là tập trung cho các đơn vị ở trường học ở xã Quyết Tiến, xã Quản Bạ và xã Đông Hà. Vượt qua những khó khăn, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Quản Bạ đã đạt được những kết quả khả quan. Những ngôi trường khang trang đầy đủ trang thiết bị dạy và học với chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao đã tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho những trẻ em nơi huyện nghèo này. Đây sẽ là một trong những yếu tố góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.